Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc giáp Đồng Nai, phía Đông giáp Bình Thuận, phía Nam giáp Biển Đông, sở hữu đến 305 km chiều dài bờ biển. Nơi đây hội tụ linh khí của đất trời để nuôi dưỡng cảnh sắc thiên nhiên trù phú. Nét đẹp địa thế còn nổi bật qua dáng hình cong cong của những bờ biển ngà, bờ biển ngọc. Nơi đây đã thu hút phần đông khách du lịch đến để tận hưởng và nghỉ dưỡng. Chính sự trù phú của cảnh sắc và điều kiện tự nhiên mà vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư để phát triển về hệ thống hạ tầng, từ an sinh đến kinh doanh thương mại. Thành phố Bà Rịa là đầu mối giao thông quan trọng, nối kết với 3 quốc lộ lớn, quốc lộ 51, quốc lộ 56 và quốc lộ 55. Có đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy qua, cùng hệ thống cảng nội địa phát triển gần sân bay quốc tế Long Thành. Bà Rịa Vũng Tàu còn sở hữu 5 trên 8 huyện nằm giáp với biển, kết nối với bờ biển dài, tạo điều kiện phát triển cả 4 lĩnh vực: dầu khí, hải sản, du lịch và dịch vụ cảng. Nơi đây được xem là hạt nhân của ngành du lịch biển ở khu vực Đông Nam Bộ, kết nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ thông qua những tuyến giao thông huyết mạch như đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ngoài ra, tỉnh còn sở hữu hệ thống đường thủy nội địa rộng lớn dài 231 km. Có thể nói, Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương duy nhất ở Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đủ các yếu tố để phát triển công nghiệp và du lịch. Về kinh tế thì thu nhập bình quân đầu người gấp 5 lần thu nhập trung bình cả nước, trong khi bình quân cả nước năm 2018 chỉ đạt 2.590 USD. Khu dân cư Bà Rịa Residence tọa lạc tại mặt tiền đường Hùng Vương, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có vị trí tiếp giáp với 4 mặt tiền đường được quy hoạch thành đất nền, nhà phố, căn hộ và trung tâm thương mại cùng các tiện ích trên khuôn viên rộng 7,7 hectare. Với diện tích đất ở 34.990,2 m², tổng thể giai đoạn 1 khu dân cư Bà Rịa Residence cung ứng hơn 300 lô đất với diện tích mỗi lô dao động từ 70 đến 140 m², được xây dựng với kết cấu từ 3 đến 5 tầng. Ngoài ra, dự án còn kết nối giao thông thuận tiện khi cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 300m và cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành vào năm 2020, kết nối Tây Nam Bộ tới cảng Cái Mép và các tỉnh Đông Nam Bộ, cách biển Vũng Tàu 20 phút vào trung tâm thương mại Bà Rịa 5 phút, trung tâm hành chính Bà Rịa 5 phút. Xung quanh còn có nhiều tiện ích ngoại khu như trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, bệnh viện Bà Rịa, siêu thị, công viên Long Tâm, chợ Long Tâm. Bà Rịa Residence, an cư phồn vinh, đầu tư thịnh vượng.